Vâng, em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái chào tất cả các bác nhá. Hôm nay lên sóng cho các bác con Prius sản xuất 2015 nhá, bản e xịn nhá, không một ngày taxi dịch vụ đây. Màu vàng cát, sơn si sạch sẽ các bác nhá. Con này về anh em sẵn đi thôi. Loanh quanh con này em đang để cho anh em là 330 triệu nhá. 330 triệu là bao rút hồ sơ cho các bác nhá. Xe đẹp xuất sắc luôn, biển 27 anh em nhá. Con này đầu xe đã được ốp mạ chrome rồi các bác nhá, nhìn rất là nổi xe, cứng xe. Nhìn cái cản trước cũng đẹp, biển số thì biển số vuông rồi, nhìn rất là đẹp. Ốp cái này vào nó rất là sắc nét anh em ạ, thì là cực kỳ là chất luôn. Đấy, một mẫu xe vàng cát đánh quanh nó hơn 3 đồng thôi. Lốp ráp thì được khoảng tầm 90% anh em nhá. La răng thì có sáng bóng rồi. Ok, xe nó thích chạm lên gương rồi. Con này về các bác sẵn đi thôi. Đấy, quay về nội thất cho bác xem. Tắt đi cái cửa này, nhìn quá là đẹp. Để mà một con mẫu xe gia đình thì nhìn nó lúc nào nó cũng cứng cáp hơn là những con xe người ta đi dịch vụ anh em nhá. Con này xe gia đình đây, bản e xịn, sản xuất 2015. Cửa số anh em nhìn này, tay phanh đẹp. Ghế thì vẫn là ghế nguyên bản anh em nhá. Trần thì zin theo xe rồi. Đấy, chân thì màn hình thì em đã thay quả màn hình mới rồi. Đấy, nhìn rất là cứng xe luôn. Cầm tay cầm là cũng bọc chrome rồi nên là rất là đẹp. Ghế sau đây quá là led luôn anh em ạ. Để một cái mẫu xe lùi đầu cuối đá đây, người ta thường gọi là vợ quốc dân đấy các bạn, đi cực là bền, tiết kiệm nhiên liệu. Loanh quanh con này nó rơi khoảng tầm 7 lít đến 7 lít rưỡi, máy 1.5 anh em nhá. Lốp ráp đây. Để tổng thể một con xe loanh quanh mình mua lại thì nó sẽ rẻ hơn nhiều anh em ạ. Mà đi thực ra những con này đi còn lâu mới hỏng được, bền. Đấy, nhìn rất là rộng rãi sạch sẽ. Con này về các bác về đi gia đình hoặc chạy dịch vụ thì cũng yên tâm, sẵn đi thôi. Đấy, con này lanh quanh thì bỏ cửa tiền ra hơn 300 một chút, các bác sở hữu một xe đời cao luôn, đẹp, xuất sắc. Đấy, tắt đi cửa này. Đấy, các bác nhìn xem, để mà cái mẫu xe 20 năm đến bây giờ và đi được 5-6 năm mà nó vẫn đẹp này là người ta đi, bác chủ bác đi giữ gìn lắm. Xe đẹp, đăng kiểm còn đến tháng 12/2023 nhé, vẫn còn thoải mái dài cho anh em đi. Đấy, để tổng thể một con xe vàng cát này nó quá là led luôn. Đây, để em quay về phần máy cho các bác xem nhá. Máy dòng Toyota đại chất rồi, bác nào đi rồi là biết rồi, quá là bền lành, đúng là bảo dưỡng cũng rẻ nên là người ta hay mua này đi phổ thông nhiều. Ở Việt Nam mình là chủ yếu là vị ớt dòng Toyota rất là nhiều người yêu chuộng các bác nhá. Đây phần máy đây các bác nhá. Máy thì đã chất rồi, em đang để lổ nhá. Đấy, máy lổ thì thầm êm ru luôn. Đấy, một cái mẫu xe thì rất là sạch sẽ. Mà về máy móc em chưa vệ sinh đâu, nhìn mộc mạc đây. Đấy, bác nào kết thì cho em xin nút đăng ký kênh nhá. Số điện thoại em là 0966 862 666 nhá. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin nút đăng ký kênh với bấm nút chuông các bác nhá.